Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày Vĩ Thần Tài mùng 10 tháng Giêng đến gần cũng là lúc các hãng vàng tung ra loạt sản phẩm vàng độc lạ phục vụ nhu cầu đa dạng của người dân. Linh giáp vàng rồng thăng long phát tài là một trong những sản phẩm đặc biệt được đưa ra thị trường trong ngày Vĩ Thần Tài năm nay món bảo vật bằng vàng này được chế tác từ chất liệu cao cấp với công nghệ hiện đại, khắc họa sống động vẻ đẹp uy nghi dũng mãnh của linh vật rồng vàng. Một đơn vị kinh doanh vàng cho biết, rồng là con vật linh thiêng nằm trong bộ tứ linh là long lân quy phụng tượng trưng cho sức mạnh quyền uy. Do đó, việc sở hữu và biếu tặng những linh vật linh giáp rồng vàng vào dịp ngày vía thần tài sẽ mang may mắn đến cho chủ nhân, giúp gia tăng tài lộc khai xuân thuận phát. Ngoài ra, để chào đón dịp phí thần tài năm Giáp Thìn 2024, thị trường vàng cũng có hàng loạt sản phẩm độc đáo, các bộ sưu tập trang sức vàng tài lộc quà tặng. Nổi bật trong số đó có bộ sưu tập trang sức kim bảo như ý. Với ý nghĩa mong cầu nguyện cho một năm ấm no, an lành, cầu được ước thấy, kim bảo như ý lấy cảm hứng từ hình ảnh cách điệu từ mặt gậy như ý, thể hiện những điều tốt lành. Còn như ý các tường kết hợp với hình ảnh cỏ bốn lá tượng trưng cho sự trung thành, hy vọng, tình yêu và may mắn bên cạnh đó còn có bộ sưu tập quà tặng kim long phi vân với hình tượng rồng vàng vương mây độc đáo cùng nghệ thuật thiết kế tuyệt mỹ rồng gặp mây tựa cá gặp nước ngụ ý cho một năm mới tràn ngập may mắn thuận lợi ngoài ra hình ảnh rồng đạp gió vương mây còn tượng trưng cho khát vọng và ý nghĩa vươn lên mạnh mẽ để chinh phục những đỉnh cao mới ngoài những sản phẩm độc lạ thì các tiệm vàng vẫn tập trung tung ra loạt sản phẩm vàng những tròn trơn những kim tiền vàng miếng loại nhỏ phù hợp với túi tiền của nhiều người. Trong số các sản phẩm đó có bộ sản phẩm phi long tài lộc với một thẻ kim long phát tài và một thẻ kim long tài lộc nhỏ xinh. Người tiêu dùng có thể dùng thẻ vàng này để trang trí tạo điểm nhấn cho ốp trong suốt của điện thoại, Việc mua vàng trong ngày đầu năm mới thường được xem là biểu tượng cho sự giàu có và may mắn. Tuy nhiên, bạn nên thận trọng và tránh mua vàng đã qua sử dụng hoặc đã được sửa chữa. Đây không chỉ là vấn đề về giá trị vật chất mà còn liên quan đến tâm linh và quan niệm về sự tinh khiết, khởi đầu mới mẻ. Trong văn hóa phong thủy, vàng mới tượng trưng cho sự khởi đầu thuận lợi, mang lại nguồn năng lượng tích cực. Mua vàng đã qua sử dụng có thể mang theo năng lượng của người chủ cũ không phản ánh được ý nghĩa của việc bắt đầu một năm mới với những điều tốt lành và thuận buồm xuôi gió, bên cạnh đó khi mua vàng, bạn cũng nên tránh mua vàng với số lượng không may mắn theo quan niệm dân gian như số lẻ hoặc các con số không tốt, đặc biệt trong mua sắm vàng, người ta thường tránh những con số như 4 âm thanh gần giống với chữ tử, tức là cái chết hay số 7 được cho là mang lại xui xẻo trong một số nền văn hóa Á Đông. Người ta quan niệm rằng mua vàng với số lượng tốt như số chẵn hoặc những con số mang ý nghĩa may mắn sẽ thu hút tài lộc, may mắn và sự thịnh vượng trong suốt năm. Do đó, việc mua vàng theo số lượng hợp lý và may mắn được xem là một phần của nghi lễ đón tài lộc vào dịp năm mới.